Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến tới cái chương cuối cùng của học kỳ 1, đó là chương ứng dụng di truyền học và bài đầu tiên của ứng dụng di truyền học là công nghệ tế bào. Nội dung của bài này bao gồm có hai phần chính, đó là khái niệm về công nghệ tế bào và cái ứng dụng của công nghệ tế bào trong đời sống và sản xuất. Thì đối với bài này á, các em chỉ cần nắm được một số cái khái niệm thôi. À, bài này cô không yêu cầu là các em phải à, à, tìm hiểu sâu về các cái phương pháp này về khái niệm công nghệ tế bào thì công nghệ tế bào là cái ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng các cái phương pháp nuôi cây tế bào hoặc là mô để tạo ra các cái cơ quan hay là cơ thể hoàn chỉnh công nghệ tế bào bao gồm có hai cái công đoạn chính công đoạn thứ nhất à Hai lần gọi là giai đoạn thứ nhất đó, nó chính là nuôi cấy mô sẹo. Đó là các em sẽ tách các cái tế bào hoặc là mô từ cơ thể, cơ thể mẹ. Rồi sau đó chúng ta sẽ mang nuôi cấy để tạo ra cái mô sẹo. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn mô sẹo phân hóa thành cơ thể. Thì ở giai đoạn này chúng ta sẽ dùng cái hốc môn sinh trưởng để kích thích cái mô sẹo này. Nó sẽ phân hóa, tạo thành các cái cơ quan hoặc là cơ thể hoàn chỉnh. Về phần ứng dụng công nghệ tế bào thì công nghệ tế bào nó sẽ có ba cái ứng dụng chính. Ứng dụng thứ nhất là nhân giống vô tính trong ống nghiệm hay còn gọi cái tên khác là vi nhân giống ở cây trồng. Cái ứng dụng thứ hai là ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng. Và ứng dụng thứ ba đó chính là nhân bản vô tính ở động vật. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái ứng dụng đầu tiên là nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng. Các em quan sát cái hình ảnh sau thì để có một cái số lượng cây trồng à, nhanh trong một cái thời gian ngắn và đáp ứng được cái yêu cầu của sản xuất thì người ta sẽ thường tách cây mô phân sinh. Cái mô phân sinh này là nó sẽ được tách từ cái đỉnh sinh trưởng hoặc là các cái tế bào lá non để nuôi cấy trên một cái môi trường dinh dưỡng đặc trong ống nghiệm. Đó chính là cái hình hình A là lá non được nuôi cấy trên một cái môi trường đặc. Rồi sau đó nó sẽ phát triển tạo thành cái mô sẹo và người ta cũng nuôi cấy trong một cái môi trường đặc kèm với lại cái hóc môn sinh trưởng trong khoảng 10 ngày nuôi cấy. Sau khi nuôi cấy được khoảng 10 ngày, nó sẽ trở thành cây con. À, cây con nó được tạo ra từ các cái mô sẹo này. À, sau một thời gian thì cây con này nó sẽ hoàn chỉnh và người ta sẽ đem những cái cây con này vào nhà lưới để ươm tạo thành những cái cây con nó thích nghi với cái nhiệt độ hay là độ ẩm ở ngoài môi trường và sau đó là người ta sẽ nuôi cấy và trồng ở trên đồng ruộng về một số thành tựu nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng thì ở nước ta cái quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm á, đối với cây khoai tây hay là với mía với dứa và một số cái giống phong lan đã được hoàn thiện nhiều cái phẩm thí nghiệm đã bắt đầu đạt kết quả trong nhân giống một số cây giống cây cây trồng là cây rừng ví dụ như là cây lát hoa hay là cây bạch đàn cây sến chẳng hạn và một số cái cây thuốc quý ví dụ như là cây sâm cây sinh địa và cây rau mèo cái ứng dụng của công nghệ tế bào trong nhân giống vô tính trong nghiệm thì nó sẽ có những cái ưu điểm như là chúng ta sẽ tăng nhanh cái số lượng của cây trồng chúng ta rút ngắn được cái thời gian tạo ra cây con và bảo toàn được một số cái nguồn gen quý hiếm thành tựu của chúng ta đạt được đó là chúng ta đã nhân giống được ở cây khoai tây này cây mía cây phong lan ứng dụng thứ hai đó chính là ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng thì cái phần này á, là trong cái chương trình phân phối nó không yêu cầu chúng ta phải tìm hiểu chi tiết chúng ta chỉ cần tìm hiểu cái mục là ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng cho cô nó thuộc cái ứng dụng của công nghệ tế bào là được rồi và cái ứng dụng thứ ba đó chính là nhân bản vô tính ở động vật thì hiện nay ở trên thế giới đã nhân bản vô tính thành công đối với đối với con cừu, nó tên là cừu Dolly được tạo ra vào năm 1997. Thành công thứ hai đó là ở trên con con bò hay là con bê nhân bản vô tính năm 2001 và một số loại động vật khác như là hưu sao này hay là ngựa, hay là lợn. Còn ở Việt Nam thì chúng ta đã nhân bản vô tính thành công đối với cá trạch Việc nhân bản vô tính thành công nó sẽ mở ra cái triển vọng nhân nhanh cái nguồn gen ở động vật quý hiếm và có nguy cơ bị bị tuyệt chủng á. Về nhân bản vô tính nó sẽ có ý nghĩa là nhân nhanh cái nguồn gen của động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng và nó sẽ tạo ra cơ quan nội tạng của động vật đã được chuyển gen. Chuyển gen người để chủ động cung cấp các cái cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cái cơ quan tương ứng. Chúng ta cũng cố lại cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái bài học này cô chỉ yêu cầu là các em nắm được một số cái khái niệm và hiểu được một ít cái bản chất của nó thôi. Chúng ta không cần phải đào sâu kiến thức của bài này. Vì trong phân phối chương trình của chúng ta nó là như vậy. Về khái niệm thì cái công nghệ tế bào nó là phương pháp nuôi cái các cái mô, các cái tế bào để tạo ra cái cơ quan hay là cơ thể hoàn chỉnh. À các cái giai đoạn của nó thì bao gồm có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là tách các cái tế bào à, nó sẽ được nuôi trong các cái môi trường dinh dưỡng đặc biệt để tạo ra mô sẹo và giai đoạn thứ hai là các cái mô sẹo này nó sẽ được nuôi trong một cái môi trường à, đặc biệt kèm theo hormone sinh sinh trưởng để tạo ra các cái cơ quan à, nó kích thích các cái mô sẹo này để phát triển tạo thành các cái cơ quan về ứng dụng thì chúng ta sẽ có ba cái ứng dụng chủ yếu đó là tạo ra cái cây trồng nhờ phương pháp là nhân giống vô tính trong ống nghiệm cái ứng dụng thứ hai đó là tạo ra nhân bản vô tính ở động vật và ứng dụng thứ ba đó là chọn lọc tạo ra các cái cái tế bào soma biến dị thì bài học của chúng ta đến đây là hết cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.